Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Thế Giới Cây Giống Chi Nhánh Cái Bè. Hôm nay Thế Giới Chi Nhánh Cái Bè có về một lô xoài Thái. Hàng rất là đẹp nha mọi người. Lá xanh bóng không bệnh. Hiện tại cây đang sinh trưởng phát triển rất là mạnh nha mọi người. Chiều cao trung bình của cây là khoảng 1 mét. Hiện tại rễ đã ăn rất là nhiều ở ngoài bầu rồi, nên mọi người mua về là có thể trồng liền được ngay. Lô cây này rất là đồng đều cây nha mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu tìm mua giống xoài Thái hoặc cần tư vấn hỗ trợ, mọi người vui lòng liên hệ đến số điện thoại 0824 664499 để được tư vấn và hỗ trợ. Hẹn gặp lại mọi người ạ.